Yo, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Lộc. Hôm nay là sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng anh Đào Phu Bom cũng ra Skibidi Toilet tập 70. Nghe nói đây là một tập phim quan trọng nhất trong toàn bộ cả series nha. Hồi hộp quá. Thôi, không nói nhiều nữa. Xem ngay cho nóng cấp độ. À, đúng rồi, thì ra là cái cục bồn cầu đấy chính là một quả bom cấp độ ạ. Quả một quả lựu đạn. Anh cameraman này có khẩu súng bắn tên lửa xanh. Anh cameraman hai tay hai khẩu súng. Nhưng mà sao quần áo anh rách nát thế? Nhưng mà số phận anh hơi hả view. Oh shit. À, anh camera POV chính là anh La cameraman mà được nâng cấp khẩu súng bắn laser siêu to khổng lồ tập trước cấp rồi. Holy shit, súng mạnh vậy. Mình anh càn chắc khoảng là 5.000 con toilet các bro ạ. Oh my gosh. Thế đây là một cái nhà máy sản xuất toilet. Nó chơi hẳn hàng loạt toilet nó sản xuất ra xuất ra liên tục từ các bro. Có cả một cái đường băng dây chuyền nó vận chuyển một lũ toilet ra ngoài kìa. What the hell? Oh shit. Ui, lá chắn của nó chắn được cả laser siêu to khổng lồ bro ạ. What the? Nó được trang bị cả mũ cối. Cameraman Titan xuất hiện. Holy moly. Anh cameraman Titan dương quá. Holy shit. Sức mạnh nhận được từ TV Titan kìa các bro. Hai con khẩu súng laser kìa. Mạnh kinh khủng khiếp. Mặc dù anh dương quá một tay đấy nhưng mà tàn nhưng không hề có phế đâu các bro. Hello anh TV Titan. Anh có quả kiếm chém Bluetooth các bro ạ. Chém là không cần phải lại gần, chém Bluetooth luôn. Đỉnh 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 đỉnh. Ô vậy là anh quyết định truyền siêu sức mạnh cho anh Spiderman Titan. Đỉnh của chóp anh ơi, đỉnh của chóp, đỉnh của chóp, lại 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 xuất hiện một tích đoàn toilet chứ mà anh suýt quên cái tôi đã lên thần gấp rồi. Mình anh suýt quên cái tôi cần hết. Ôi, hóa ra là cụt tay cũng có lợi cơ bro ạ. Thì ra cụt tay cũng chỉ là một sự nâng cấp. Bây giờ tay của anh có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí. Vũ khí nào anh cũng chơi được hết cơ bro ạ. À, bây giờ anh chuyển tay mình thành súng acid. Súng acid. Holy shit. Đỉnh đỉnh đỉnh. Ôi, anh Spiderman đây từ giờ biến thành siêu nhân cơ bro ạ. Spiderman đây từ thần thánh. Holy moly. Đâu hết cả con nó lòi ra rồi anh ơi. Oh my. Quá ngầu, quá ngầu. Ngầu của anh ơi. Lời, ngầu của anh ơi. What the hell. Holy shit. Toilet DG siêu nâng cấp. Phải chăng đây là một con chùm mới? Chùm toilet DG siêu nâng cấp. What? Anh vừa xuất hiện được con 5 giây mà. Trời, bác tưởng là chùm siêu nâng cấp mới xuất hiện được con 5 giây thì bị con toilet UFO nó giật nát bét người không rồi. Con toilet UFO. Mà sao con toilet UFO này nhìn nó đỉnh vậy? Nhìn nó... Holy shit. Nó hút được cả sức mạnh kìa. Ôi. Anh như TV me bảo là mày là thằng đéo nào. Cả chúng mày sẽ phải chết. Sao con này nó biết nói cơ bro? Ủa sao con này nó biết nói? Ôi sao con toilet UFO này nó biết nói cơ bro? Ôi nó né được cả kiếm Bluetooth. Nó giật mẹ kiếm Bluetooth của anh TV ra luôn. Ôi, sao nó di chuyển đối với cả tốc độ ánh sáng? What the hell? What the hell is going on?
càng ngày nó càng kinh khủng vậy? Oh my! Tất cả các chị gái đều xuất hiện một cách ngầu lòi và đều được nâng cấp. Ninja Speaker Woman có 2 thanh kiếm katana và 4 con dao ở trước mặt. Chị TV Woman được nâng cấp 3 lô bay. Chị Camera Woman thì thích chơi với nhiều súng. Đỉnh đỉnh đỉnh. Sau đó anh Camera POV chỉ vào bên trong bong ke và bảo các chị chui vào bong ke đi các em. À, vậy là nãy giờ tất cả đều xem qua cái màn hình máy tính bảng của anh Plunger Cameraman nha. Đây là các đặc vụ quan trọng nhất đều đang ở trong thang máy phía bên trong bong ke các pro ạ. Ô, sao tắt điện tối om này? Nhưng mà anh Dark Speakerman nhìn được trong bóng tối nhá các pro. Còn các anh cameraman còn lại thì phải soi đèn pin mới nhìn thấy. What the hell? Cái gì vậy? What the hell? What the hell? No! Và tôi mới phát hiện ra một chi tiết các bro ạ. Tôi mới phát hiện ra một chi tiết này. Bóng dáng của anh cameraman nào ở đây đây? Tôi nghi ngờ đây chính là anh cameraman áo nâu các bro ạ. Nếu bạn nào phát hiện ra đây là cameraman nào nhớ bình luận ở phía dưới phần comment nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì nhớ like, đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo nha. Giờ thì tạm biệt.